Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ. Mình là Bảy Mình Bông. Livestream giới thiệu phiên bản 5.2 của chúng ta đã được miHoYo giới thiệu vào ngày hôm qua đến với tất cả các bạn. Nhưng mà livestream 5.2 của anh em mình sẽ hơi đặc biệt một chút so với bình thường. Đó là nếu các bạn có theo dõi những kênh YouTube chính thức của Nhân Sinh Impact ấy, như của tiếng Anh này hay là của tiếng Hàn, chúng ta sẽ có một cái phiên bản kêu gọi livestream nó khá là đặc biệt. Tại sao đặc biệt? Đó là chúng ta sẽ chào đón hai gọi là cái gì nhỉ? Đứng đầu của bên dịch thuật văn hóa hay cái gì đấy. Hai anh chàng này sẽ quay trở lại đảm nhận vị trí MC của chúng ta giống với phiên bản 5.0. Nguyên nhân tôi nghĩ là các bạn nếu theo dõi tin tức của Cinebac trong thời gian vừa qua, các bạn cũng sẽ nắm bắt được đó là những nghệ sĩ lồng tiếng ra Cinebac của chúng ta đang đình công. Đây là cái phong trào phản đối AI thôi. Vì vậy trong sự kiện chủ đề phiên bản 5.1, anh em mình không hề có âm thanh, ngoại trừ âm thanh của Paimon hay là âm thanh của Sino một đoạn thôi, bởi vì là Sino đã thu xong trước khi mà tham gia đình công. Từ đó các bạn có thể suy ra là tại sao chúng ta lại chào đón hai NPC, hay đúng hơn là hai người đứng đầu của bên dịch thuật văn hóa đấy, họ quay trở lại đảm nhận cái vị trí MC. Đơn giản là những nhân vật lồng tiếng ấy chúng ta vẫn chưa có mời được, hay đúng hơn là có nhiều giả thuyết cho rằng hiện tại miHoYo chưa muốn mời những nghệ sĩ lồng tiếng cho Nhân Sinh Impact cũ quay trở lại đảm nhận cái vị trí livestream. Cũng tiện chúng ta đang nói về điều đặc biệt của livestream giới thiệu phiên bản 5.2 á, thì bởi tôi cũng tiện thông báo với các bạn một số những cái thông tin về buổi đình công của những nghệ sĩ lồng tiếng. Số 1 là tính đến ngày hôm qua, những nghệ sĩ lồng tiếng đã kết thúc đình công rồi. Có lẽ là họ đã đi đến một cái thỏa thuận nào đấy với cả 9 công ty lớn. Tiếp theo á, là như chia sẻ của nghệ sĩ lồng tiếng cho nhân vật Sino phiên bản tiếng Anh đã nói trong livestream của chính anh chàng này trên Twitch rằng là miHoYo đã không có ký hợp đồng tiếp tục với cả Formosa nữa. Formosa chính là cái hãng lồng tiếng cho những nhân vật Nhân Sinh Impact ở phiên bản tiếng Anh nhá. Và hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ là miHoYo định tiếp tục ký hợp đồng hay là làm việc với hãng thu âm nào. Nhưng nếu mà đúng như vậy ấy, thì khả năng rất cao là chúng ta sẽ có những nghệ sĩ lồng tiếng không rõ là mới hay cũ, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ có đấy. Đó chính là một số thông tin liên quan đến diễn viên lồng tiếng cũng như là livestream đặc biệt phiên bản 5.2 khi mà chúng ta đang trong cái giai đoạn, hay đúng hơn là hậu giai đoạn của đình công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tin tức số 2, đó là buổi tọa đàm của nhóm phát triển ngày 6 tháng 11 hôm qua. Thứ nhất, La Hoàn Tầm Bảo của anh em mình có thể nhìn được điểm khiêu chiến là 1. Số 2 là có thể phát hiện ra tiên linh. Lưu ý rằng là điểm khiêu chiến và tiên linh này ấy, nó sẽ là những điểm khiêu chiến và tiên linh hiện ở trên bản đồ nhá, tức là hiện ở trên map luôn á. Còn với những tiên linh bị ẩn trong đá hay là với những khiêu chiến mà chúng ta bị ẩn đi, các bạn phải giải đố thì mới mở được điểm khiêu chiến đấy ấy, nó sẽ không tìm được bằng La Bàn Tầm Bảo, mà các bạn vẫn sẽ phải dùng map của HoYoLab hoặc là theo dõi những video phun dương nhá. Thay đổi số 2 về La Hoàn Tầm Bảo đá cộng hưởng thần đồng là chúng ta có thể tự chuyển khu vực bằng một cái chức năng, đó là các bạn hãy bật cái tính năng chuyển nhanh ở trong giao diện, không biết là trong giao diện túi đồ hay là trong giao diện cài đặt, nhưng mà chúng ta chỉ cần bật lên thôi là khi các bạn di chuyển từ vùng này sang vùng kia đấy, La Hoàn Tầm Bảo hay là đá cộng hưởng thần đồng nó sẽ tự động chuyển sang khu vực của các bạn đang đứng. Số 2 là thay đổi liên quan đến thánh di vật trong phiên bản 5.2. Số 1 là nâng cấp tính năng tự động khóa và giải quyết nhanh gọn. Trước kia thì chúng ta chỉ có một vài recommend liên quan đến tỷ lệ bạo, sát thương bạo là miHoYo sẽ cho các bạn khóa. Nhưng đến bây giờ ấy, những lựa chọn để các bạn tự động khóa nó sẽ nhiều hơn. Để tôi zoom to cho các bạn nhìn thấy này. Chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn để các bạn auto tự động khóa cái thánh di vật này. Và tất nhiên nó vẫn sẽ nằm ở trong giao diện di vật ở túi đồ. Các bạn mở cái chức năng tự động khóa là chúng ta set up được cái này. Ngoài ra trong lúc mà các bạn tự khóa thủ công bằng giao diện khóa nhá, thì chúng ta sẽ có cái recommend. Các bạn nhìn này. Đó, những recommend mà chúng ta thấy ở trong phần tự động khóa ấy, nó sẽ hiển thị luôn ở trong giao diện các bạn khóa thủ công. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được những recommend này vào ngay trong cái bộ các bạn khóa. Điều này giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian hơn cho việc khóa. Nhưng hiện tại với những người mà đã khóa từng bộ di vật, các bạn đã set up đúng chuẩn là hoa là có những dòng gì, lông có những dòng gì, đồng hồ có những dòng gì, ly có dòng gì, mũ có dòng gì, là nó sẽ tự động khóa cho từng bộ di vật nhé. Như tôi chẳng hạn, tôi đã bỏ ra đâu đấy là khoảng tầm gần 2 tiếng để lựa chọn những cái dòng cho từng bộ khác nhau, cho từng món khác nhau. Và khi bảy tôi farm ra cái di vật nó đạt yêu cầu, nó sẽ tự động khóa, thì cái chức năng này cho ra nó cũng không quá quan trọng. Cái này chỉ hợp với những bạn nào mà các bạn lười, các bạn chưa có làm từng bộ di vật một, từng món di vật một. Rồi chúng ta đến với phần số 3, đó là thêm cái tính năng ghim thánh di vật. Đối với chức năng này tôi thấy nó cũng tạm được. Cái chức năng mà ghim thức ăn mới là cái chức năng mà tôi đang cần này. Tôi cần ghi một vài món, bởi vì là tôi hay mở túi đồ tôi ăn những cái thức ăn liên quan đến tăng HP cho Furina này, hay là tăng tỷ lệ bạo hay tăng tấn công của cái món tiên nhảy tường ấy, vân vân. Một số tôi chỉ dùng một số món đồ, mặc dù là cái đồ ăn tôi hơi nhiều, nhưng mà tôi chỉ dùng một số món đồ và lúc tìm ấy rất là mệt.
nên là có chức năng ghim đồ ăn thì hay hơn. Tính năng hiển thị thánh di vật theo thứ tự thời gian nhận được. Cái này là cái mới, các bạn có thể trực tiếp vào trong phần túi đồ và các bạn bật cái chức năng này là hiển thị theo cái thứ tự mà các bạn nhận được. Rồi, chúng ta sẽ đến với ưu hóa hiển thị trang nhận vũ khí. Xem nào, hiển thị số lượng này, cấp này, tinh luyện này, trong túi của vũ khí này, trong giao diện, rèn, cửa hàng, nhật ký hành trình. À, có 3 cái thôi. Số 1 là các bạn rèn, tức là những cái vũ khí rèn. Số 2 là trong cửa hàng là các bạn mua những cái bộ như hắc nham hay là tông thất. Số 3 là trong nhật ký hành trình. Khi mà các bạn lựa chọn cái vũ khí trong nhật ký hành trình hay là rèn cửa hàng ấy, thì bên cạnh, bên phải của nó, chúng ta sẽ hiển thị được các bạn đã có vũ khí này chưa, các bạn đang có tinh luyện mấy rồi, để mình tính xem là à, mình lấy thêm vũ khí này nó có thừa hay không. Rồi, hiểu, cái này ok nha. Tiếp theo là update về ấm Trần Ca. Động tiên bách bảo có thể mua gỗ. Ô, cái này hay. Ngoại trừ là chúng ta update gần đây nhất, gỗ là các bạn có thể đổi từ đá ra đúng không? Bây giờ các bạn có thể mua gỗ nữa. Mỗi một tuần các bạn mua được khoảng 100 gỗ. Ừ, ổn nha. Đỡ lười, thề. Tôi lười đi farm gỗ cực kỳ luôn. Đặc biệt là những thời gian gần đây tôi cực kỳ lười đi farm gỗ. Dù là có phù hộ cây vua nhá, nhưng mà đến hiện tại tôi nói thật, khi mà tôi đi farm gỗ của Natlan hoặc làm video hướng dẫn các bạn, tôi quên luôn cái phù hộ cây vua mà. Tôi không nhớ đến cái này luôn mà. Khiếp thật ý. Update tiếp theo trong phiên bản 5.2, tăng sát thương cơ bản của một số phản ứng nguyên tố, trong đó có 4 phản ứng gồm có quá tải, siêu dẫn, điện cảm và phá băng. Với việc mà tăng sát thương của một số phản ứng cơ bản như thế này, các bạn cũng hiểu là búp cho nhân vật nào đúng không? Hiển nhiên là những nhân vật hệ phong rồi. Nào, tiếp theo nhà hát giả tưởng. Tăng búp cấp chúc phúc của khách mời đặc biệt. À, vậy là từ phiên bản 5.2 trở đi các bạn sẽ tăng 100% hiệu quả búp cho khách mời đặc biệt. Chắc là có lẽ anh em ít dùng khách mời đặc biệt trong nhà hát giả tưởng đúng không? MiHoYo mới ra cái hạ sách, à không phải, ra một cái thượng sách như thế này để giúp các bạn là tăng tỷ lệ lấy những nhân vật đặc biệt mà các bạn có thể dùng được. Hoặc đúng hơn là nếu các bạn không có nhân vật khách mời đặc biệt thì các bạn làm sao mời được đúng không? Tôi nghĩ là khả năng cao các bạn cũng không có thì các bạn mới không mời, hoặc là các bạn có rồi và các bạn không muốn mời thì MiHoYo mới ra một cái thượng sách, đó là tăng 100% búp, gọi là X2 còn gì nữa nhỉ. Thay đổi số 2 đó là giao diện chuẩn bị biểu diễn thêm tab nhân vật và boss. Nào, để xem có những thay đổi gì nào. Số 1 đó là sau khi mà cập nhật phiên bản mới thì chúng ta sẽ phân loại nhân vật theo nguyên tố này, theo ra trận hay không ra trận này, theo tấn công, hỗ trợ hay sinh tồn này. À rồi, ok. Nó sẽ có những cái icon nhỏ nhỏ như thế này để các bạn có thể dễ tìm hơn. Cái này cũng ổn nhỉ. Số 2. Tại chỗ nhân vật đã chọn thì chúng ta sẽ có phần thống kê nhân vật của mỗi phân loại. Rồi, tức là có bao nhiêu nhân vật của hệ hỏa, bao nhiêu nhân vật của hệ thảo, bao nhiêu nhân vật của hệ lôi, nó sẽ hiển thị hết ở trong giao diện mà các bạn lựa chọn đi nhà hát. Ok, hiểu. Số 3. Đồng thời khi mà các bạn nhấn vào hình đại diện của boss ấy, thì chúng ta có thể xem thông tin của con boss này là một này, và những nhân vật nào nên mang đi để các bạn đánh con boss này. Ví dụ như những nhân vật của hệ hỏa thì sẽ có ưu thế để đánh với con boss này. À, đấy, ok, cái này cũng được. Với những anh em mà các bạn mới chơi Genshin ấy, các bạn chưa có nắm nhiều cơ chế hoặc là ít tìm hiểu thông tin về boss, thì có lẽ cái điều này nó sẽ giúp ích cho các bạn để các bạn đi nhà hát giả tưởng nó dễ hơn. Rồi, tính năng tiếp theo được cập nhật trong nhà hát giả tưởng này, đó là chúng ta sẽ có kỷ lục trợ chiến. Bắt đầu từ tháng 12, nhà lữ hành có thể xem lịch sử bạn bè mượn nhân vật của mình tại giao diện diễn viên hỗ trợ. Ôi giời, với một cái người mà chỉ có mỗi C0 như tôi thì không biết các bạn có mượn không cơ. Tôi có cho các bạn mượn ấy, nhưng mà tôi nghĩ là anh em sẽ lựa chọn những nhân vật kiểu C6, R5 các kiểu cơ. Thì mình đi nó mới nhàn, chứ còn nhân vật của bọn tôi, những người mà có C0 thì cái lịch sử bạn bè mượn này nó cũng bình thường. Cuối cùng ấy, đó là các bạn có thể đánh hết tất cả các màn trong một lần, bắt đầu từ phiên bản 5.2, sau khi mà hoàn thành ít nhất 3 màn diễn kịch và cốt truyện cùng xoáy nhỏ. Thì khi mà các bạn đánh xong một màn á, chúng ta sẽ có một cái nút đó là trực tiếp đến màn tiếp theo, chứ không cần phải thoát ra ngoài cái bàn trà, hay đúng hơn là cái ghế ngồi của quyển sách ấy, sau đó lại phải đi vào lại. Điều này cũng ổn thôi, bởi vì thực sự cái thời gian mà thoát ra xong ngồi bàn trà xong lại ấn tiếp tục màn tiếp theo nó hơi mất thời gian của tôi. Đúng hơn là như vậy. Và đây cũng là tin tức cuối cùng trong buổi tọa đàm nhà phát triển của phiên bản 5.2 sắp tới. Và theo các bạn thì có những thay đổi nào nó đáng lưu ý với các bạn hay không? Các bạn hãy chia sẻ những ý kiến của các bạn dưới phần bình luận cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bảy xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you. Okay.